thêm đường. Ăn xong rồi cả nhà biết con làm gì không? Tóc tấn dài. Bây giờ là hồi nãy là ăn bún bò xong rồi. Bây giờ Yến mới tắm xong, bây giờ là cũng mấy giờ rồi ta? 10 giờ rồi. 10 giờ đêm rồi. Đồng hồ đó là... Bây giờ là cắt tóc cho Tuấn nè. Đồ nghề cắt tóc Yến có nè. Bây giờ là thợ. Đây là thợ mùa Covid đúng không anh? Bạn phải nói gì đi chứ bạn. Nói gì đi chứ Tuấn cô te. Nè, Yến có kéo tỉa. Thông đơ. Bên mở này đây. Cắt đầu này nó chụp quá nha bạn. Nói trước cho biết á. Giờ nhìn vô camera là 50 ok không? Có tự nguyện không chứ mắc công cắt xong rồi không trả tiền rồi nói tôi Yến. Ừ thì 50. Mặt mình vô nó bóng 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 sao hết trời. Đây. Ông thợ hết bao nhiêu lần. Bây giờ Yến cắt nha. Rửa đâu chảy chảy giống phải bài bản chứ nè. Chưa. Thợ cắt tóc mà bây giờ là ngồi yên chứ còn không ra tiệm tốn 20 cắt cái chứ. Đau. Ôi da. Lỡ chung. Giờ anh đã khóc đúng không? Ông cụ quá, đừng có khóc. Giờ em đắp ngồi yên nha. Ok, anh sẽ ngồi yên cắt cho cẩn thận đầu xịn á. Hết em cái cụ quá. Ôi em cắt tóc phê, làm anh buồn ngủ quá, mắt mở hồng ra. Cái máy này, cái kéo này, kéo Việt Nam mua mà gửi qua. Tổng đơ thì order Amazon đi tới. Mùa Covid đóng cửa nên mua luôn. Giờ ta mở rồi, ra tiệm cắt cũng được. Xong ra cắt chi nhà tốn 50 uổng vậy. Ra tiệm mà mấy tổng đơ này cho ai? Ồ, có xay luôn á hả? Có xay chứ trời, ghế bắt tóc mà. Ở ngoài tiệm nó xoay được mình xoay chứ. Ghế này lên xuống được luôn á. Tóc Tuấn lâu dài không nha, cắt một hồi dài nha. Chừng tuần rồi nó ra rồi. Cho nên không có sợ bị hư. Hư ổng đội mũ một tuần rồi nó cũng ra lại rồi. Nên Yến cắt Yến dạng tay nó. Mình cắt nhiều mới có kinh nghiệm chứ vô. Mình cắt cho nay trước, xong chút mình tỉa lại sau. Cả nhà cho nó lên, cho nó bị dẳng lên đó. Ghê vậy? Đúng rồi. Tôi để nguyên bay hết nguyên khúc rồi sao? Bây giờ là mình bắt đầu mình tắt đi. Mình tắt con nó luôn. Mình tỉa bằng kéo nè. Rồi bao qua lại đây. Nó lại vậy. Đúng rồi. Mình sao?
Giờ mình tỉa cho hai bên này nó bằng nhau nè. Như bên cao bên thấp không ta? Không, được rồi. Giờ Yến sẽ cắt cho nó bằng bằng cái này. Ủa, bà cắt đâu, có phải cắt bằng. Dứt liền. Dứt nha. Nha. Quăng như lông chó luôn. Không có bạc ha. Không biết nữa. Hồi nãy theo lẽ là tính để hai bên này dài nhưng mà Yến hơi bị lố tay, cái tông đơn nó vô nên là cạo luôn. Chứ không thôi thì nó kỳ lắm. Lố tay hả? Lố tay. Hay là cố ý? Lố tay. Này nó dài, muốn dài ra đẹp rồi. Tại vì anh đang dưỡng khúc này nè. Y luôn. Y gì? Thằng gì tên quên rồi đó, Ánh Trai nè. Rồi thằng gì nữa, quên tự nhiên quên tên đây. Cáo Ảnh. Ừ. Giống Cáo Ảnh cắt sao ra Cáo Ảnh không trời. Không phải đâu. Này để mốt dài ra đi. Em cắt ở bên này mốt dài ra để anh dưỡng. Hình như nhân viên, hình như khách hàng có vẻ không hài lòng. Hài lòng không? Mốt nó dài đó nè. Được. Được không? Ừ. Ôi giời, nó xong chưa? Ờ, nó đi tắm đây luôn. Đâu đâu, khoan khoan, em tỉa đằng sau đây xíu rồi. Ngồi im. Tóc dữ vậy trời. Tóc cứng nhiều lắm. Tóc cứng cắt một hồi lên một tuần nữa là nó đã dài ra rồi. Nó ra tóc cứng nó có 2 tuần liễn hết lần rồi nè. Rồi. Xinh đẹp. Đập ra lộn. Rồi mắt 5 chữ. Oh no. Có bao nhiêu? No. Đầu hơn mắt 5 chữ. Tại vì cái tông đo nó sáng quá đó. Cái xong rồi em lỡ tỉ vô trong. Tối rồi mà tự nhiên cái nóng quá, cắt tóc xong nóng quá, mặt nó bóng dầu lên luôn. Rồi tắm đi em quét cho. Rồi, hôm nay là ông bà mẹ nấu với review cắt tóc, Yến cắt tóc. Hẹn cả nhà clip một ngày. Một ngày là hết rồi đó, hết 4 ngày lễ. Hẹn cả nhà ở clip lần tới, video lần tới. Nhớ là đà, like và chia sẻ cho con nha. Với lại có gì những cái lúc thông báo á, để có gì sau con ra video mới á, cả nhà nhận thông báo nha cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Cho con lại coi. Cắt sao giống anh đó ghê. Có một chiếc à, còn chiếc nữa nào lót xong review cho cả nhà xem. Hai hãng, hãng Lego với lại hãng Nicolet, hãng nào được. Mới xong có chiếc này thôi. Quá dài chứ sao. Chưa. Cái chiếc của hãng của Nicolet nó bự hơn. Lego thì nó dễ lắp hơn. Lego thì có 800 mấy, 900 miếng à. Còn cái chiếc kia nó tới 1.000 mấy miếng, 2.000 miếng luôn. Lắp khó lắm, lắp bữa giờ chưa xong cả nhà, khó lắm đó. Có chiếc thuyền rồi cái lâu đài để nào để lắp cho cả nhà, khoe cả nhà coi nha.
tóc yến còn dài, mình mốt cắt. Giờ tính cắt cái mái ngố này. Bye cả nhà nha. Bye.